Chu Hào Vĩnh Trung là nhạc sĩ là một người nha. Hôm nay là Tết nha, là đi dự cái MV của một người em rất yêu thương, đó là ca sĩ Chắc Long. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận MV này của anh Long nhé. Sắp tới thì Trung cũng sẽ chắc đi quay những MV của Trung để gửi tặng đến toàn thể quý vị. Mong là quý vị sẽ đón nhận những bài hát mới của Trung nữa nha. Dạ, chung thay mặt anh em tốt thì một lần nữa cảm ơn anh nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung rất là nhiều đã chia sẻ cho thông tin rất là quý báu. Và một lần nữa là em thay mặt em và cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh thật là khỏe nha. Hôm nay Trung đến đây tham dự cái sự kiện này thì anh chị với Trung. Dạ, người em của anh. MV của anh Trung khi nào mới tới lượt phát hành anh? Anh sắp tới mới quay còn 2-3 tháng. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Tụi em cảm ơn anh Trung nhiều nha. Và bây giờ là anh sẽ đi vào phía bên trong của chú anh chị. Xưa tới giờ luôn anh, bây giờ nó còn hot hơn hồi xưa luôn. Đây là bài tình nặng của ha. Quay rồi, bài mới nhất luôn á. Đó. Bài hát thì nó nổi lâu rồi nhưng mà chủ nhân của bài Tiền Bạc Như Voi. Đó, sáng tác bài hát Tiền Bạc Như Voi của chú anh chị. Đó thì cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Sau này tới là Tiền Bạc Như Voi nữa, quý khán giả. Cảm ơn anh. Ủa sao giờ anh chuyển qua đây rồi? Anh đi qua đây rồi. Cho anh sắp tới nữa là anh bài Tiền Bạc Như Voi. Cũng là nghệ sĩ Kim Tiểu Long trình bày luôn. Xài là bài em lên chú. Ủa cái này là con gì ta? Con chim hả? Gà hay gì? Chim non. Chim non hả? Con rồng nè, bông hoa hồng nè. Nãy giờ nặng được 3 cái bông hồng. Đầu năm 2024. Đẹp gì vậy? Ôi ôi. Kim Tiểu Long. Đầu năm sẽ ra mắt bài Tiền Bạc Như Voi. Cầm lên cho em xin bộ hình ra. Đó, mình lại ngay vào phát tơ. Cầm bó bông quá. Viết cái một thêm một vài ca khúc nữa là Tiền Bạc Như Voi đó. Tiền Bạc Như Voi 2 anh Trung đã rồi nữa nha.
Ôi, tiền bạc như voi hai là đã có luôn rồi. Ủa vậy là cái tiền bạc như voi một là ba đúng không? Còn cái tiền bạc như voi kia. Đây là cha đẻ của bạn. Là sao anh? Anh nói gì? Cái gì anh cha mẹ đẻ? Hai ba luôn. Tiền bạc như voi đó. Của bài hát. Anh Kim của anh Kim Kim Long. Bây giờ là bên ơi có bông lên nữa kìa, có bông kìa, có bông kìa. Ôi ở đây chuẩn bị hoa rất là nhiều luôn, không biết là hoa chúc mừng này là của ai nữa đây. FC FC của anh Sắc Long. Wow. FC của Sắc Long. Mẹ Trần Diễm Phương. Những cái bó hoa. Bó hoa rất là đẹp của chú anh chị. Dạ. Ok ok anh. Anh đang đang có hoa tới nè kìa anh. Này hoa đến rất là nhiều luôn nha. Chúc cho anh chị. Ở phía bên ngoài là vẫn còn đang có hoa nha. Video của Hiện Tiên đến đây là kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên có một ngày tốt lành. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.